Rồi, chào cả nhà, hôm nay em làm đổ bánh xèo nha. Bây giờ trước tiên là xào tép với thịt. Chợt tí xíu nước mắm. Xíu nước mắm. Chút bột ngọt. Bột ngọt. Một chút tiêu. Giờ mình xào sơ nữa. Xào sơ cho nó săn cái thịt thôi. Nó đừng có xào chín quá. Nó mình đổ hơn nó xào. Đảo luôn cho nó săn thịt nha. Xong rồi nó săn săn thịt lên rồi được nè. Không cần chín quá. Hôm nay trời đẹp mát, em ra sân em đổ bánh xèo. Xăng xăng thịt lên tí xíu đó. Rồi. Rồi bây giờ nó xăng thịt rồi ha. Rồi bắt đầu tắt lửa. Rồi tiếp theo đó là bột. Bắt đầu em pha bột nha cả nhà. Ở đây bịch đô bột bánh xèo 500g là nửa ký. Là nửa ký nha. À, ở trong đây gồm có hành lá nè, nghệ nè. Rồi hành lá nghệ, muối rồi đường nó pha sẵn hết trong đây rồi đó. Nhưng mà nhà em thì không có ăn nước cốt dừa nên em lựa cái bịch bánh xèo không có nước cốt dừa. Rồi em pha một lít mốt nước lọc nha. Nước này nè. Pha vô. Nước ấy xong rồi mình tán cho nó. Bột nó tan ra hết á. Rồi mình mới đổ. Đó. Giờ tới đây có lá rồi nè, nghệ rồi có sẵn hết rồi. Đó một lít mốt nha cả nhà. Hôm nay trời mát quá trời luôn, ra sân đổ cái xèo ăn. Tan rồi. Đó bữa nay là có đây là hành tím nè, hành tím, hành tây, sắc nhuyễn nè, sắc mỏng á, rồi giá, giá. Để mình lấy mình đổ cho nó tan bộ tuần hồi nữa đi. Rồi giờ chảo nóng rồi mình bỏ dầu vô cả nhà. Rồi bỏ chút xíu hành lên khi cho nó thơm. Thơm mình bỏ tép thịt xào sơ lên nữa, đảo qua đảo lại. Đổ bột vô nha.
con dán nhỏ thôi, chọn thôi. Chảo này là không dính nè, nó chóc lắm. Cho miếng giá vô. Rồi xong. Đó, để dây nè. Rồi, mình đậy nắp lại nha. Rồi cái mình canh chừng. Canh chừng. Thế bớt. Rồi bây giờ mình mở nắp ra nha. Mở nắp ra mình canh cho nó được chưa ha. Rồi cái nè, nó còn ấy rồi mình cho thêm miếng dầu. Rưới thêm miếng dầu nữa cả nhà. Đó. Rưới cho nó cái bánh nó được giòn á. Đó, đây nó giòn nè. Nó mỏng nó giòn nè. Ngon lắm, màu đẹp quá. Cho nó xem nè, mình nói nó giòn nè, mình ép nó lại rồi giờ dây thôi, giờ dây nè, bắt đầu mình bỏ qua rồi. Bỏ qua cho cái dĩa cooking tray đây, bỏ cái tray rất là ngon. Tiếp tục bỏ dầu vô, chút xíu thịt bé tôm nha. Cái chảo này nó chắc lắm đó nha. Rồi nè, qua đây mình chế bột vô. Nhấp miếng giá nữa bỏ vô. Đậy nắp lại, giờ mình canh chừng mình dỡ nắp ra. Cứ vậy mà tiếp tục. Rồi, bây giờ mình nãy giờ mình đậy nắp rồi, giờ mình dỡ ra canh cho nó chín nè. Cho nó giòn cho nè. Giờ mình khỏi còn ấy. Đó. Bỏ vô. Đó. Thấy chưa? Rồi. Tiếp tục cứ vậy mà mình cứ đổ liên tiếp liên tiếp vậy đó. Vô như vậy đó mình đổ nó cả nhà thấy không. Xong cắt miếng giá, bỏ miếng giá vô nha. Nhà để nắp lại rồi mình canh. Giờ dở nắp ra nha. Đây. Mình cho cái nó giòn, cho giòn rồi nha cả nhà, khỏi ra khỏi chế dầu nữa. Như nó giòn rồi. Xong thành cái là ba cái. Còn đây là cái chảo này nó không có bị dính, nó vẫn chắc. Rồi cứ tiếp tục mình chế dầu vô. Chế dầu vô rồi bỏ thêm miếng hành lá.
hành tím. Xào cho nó thơm. Bỏ tôm với thịt vô. Xào lên. Cái rổ rau này, đây là xà lách. Xà lách ở đây có cải bẹ xanh. Rồi này là rau thơm. Đó, dùng nước mắm đây. Nước mắm tỏi ớt. Rồi. Xin được một khay là bao nhiêu bánh đó nè cả nhà. Tại vì em không có chiên nhiều, phải có hai em với ông xã em ăn thôi. Em có rau thơm nè, xà lách nè, đây là cải bẹ xanh. À, ông xã của em thì thích ăn cuốn bánh tráng. À, ai thích ăn cái gì thì mình lấy. Tại cái này là em không thích, ông xã thích ăn đó là cuốn đó. Còn em thích ăn rau thôi. Thành phẩm của em bánh nó sốt nha. Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon. Thấy em góp ý không dùm cho em nha. Cái này là cái ý của em làm thôi. Anh chị nào có cái gì thì góp ý cho em thêm để em làm những cái video khác nữa. Cả nhà xem cái video này á, cho em một like, nhớ đăng ký cho em nha. Nha cả nhà. Bánh nó giòn ngon lắm đó cả nhà. Bye bye cả nhà, thank you. Bye bye.